Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. À, quý vị thân mến, quý vị đừng bỏ qua video này nếu bạn thuộc những con giáp dưới đây. Bởi trong ngày 16 tháng 2 âm lịch ngày Mậu Tý là cái ngày đại cát đại lợi dành cho các bạn. Bước sang ngày 16 tháng 2 âm lịch, mọi khó khăn, mọi khổ cực, mọi vất vả của các bạn trong quá khứ sẽ bất ngờ biến biến mất. Thay vào đó, các bạn sẽ sẵn sàng chào đón những cái niềm vui liên tục nó ập đến trong ngày hôm nay. Tin vui thứ nhất là các bạn có khả năng cao sẽ được thăng quan tiến chức, cấp trên đề bạt nâng đỡ, đồng nghiệp thì nhiệt tình giúp đỡ trong công việc. Tin vui thứ hai là về gia đạo, các bạn sẽ nhận được những cái tin vui, những món quà của người thân ở phương xa. Tin vui thứ ba là gì? Về phương diện tình cảm thì các bạn cũng sẽ gặp được người trong mộng, giúp các bạn tăng cường vận tình cảm, hạnh phúc thì ngập tràn. Đó. Trong lòng thì lúc nào cũng như nở hoa. Và một trong những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay Đầu tiên chúng ta phải kể đến Đó là những người tuổi sửu. à, Trong cái ngày 16 tháng 2 lịch ngày một tí Thì chúng ta cục diện là tí sửu là lục hợp à, Thưa quý vị Nói chung trong thời gian này Những người tuổi sửu sẽ có một ngày khá là thuận lợi Vui vẻ và gặt hái được nhiều cái thành công Nếu như mà các bạn chăm chỉ cố gắng Nhất quán với cái mục tiêu của mình Thì các bạn hoàn toàn có thể gặt hái Được những cái thành công lớn lao hơn nữa À, thêm nữa cái cục diện tí xỉu nhị hợp ấy, nó cũng mang lại những cái tác động tích cực cho những người tuổi xỉu trên cái phương diện uh, sự nghiệp tài lộc và về phần tình duyên nói chung ấy, những người tuổi xỉu thì biết cách lập kế hoạch làm việc nên là cho dù có bận rộn đến mấy thì cũng không rơi vào cảnh bế tắc bối rối à, hơn nữa trong thời gian này thì các mối quan hệ xã giao nó cũng được thuận lợi đồng nghiệp hợp tác làm ăn thì lại ăn ý càng là cái yếu tố giúp cho những người tuổi xỉu càng nhanh chóng gặt hái được những cái thành công lớn lao hơn nữa à, Bên cạnh cái công việc nó hanh thông thuận lợi Thì cái tài lộc vì thế mà nó cũng có những bước tiến triển đáng kể Các bạn sẽ có cơ hội nhận được những khoản hoa hồng thưởng nóng Nhờ hoàn thành tốt cái dự án mà mình được phân công Nếu muốn cải thiện cái thu nhập Các bạn hoàn toàn có thể thử sức với mình với cái công việc làm thêm Những người làm ăn kinh doanh sẽ thu về một cái khoản khá khá Nhờ cái việc hợp tác diễn ra được thuận lợi à, Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày 16 tháng 2 lịch ngày Mậu tí này thì những người tuổi Sửu ấy phương diện tình cảm cũng khá là tốt. Đấy. Vì thế các bạn cần phải chú ý cái cách hành xử của mình. Vợ chồng cần phải quan tâm đến nhau nhiều hơn, thường xuyên trò chuyện để giải quyết những cái khúc mắc nó xuất hiện trong đời sống. Đồng thời, những người tuổi Sửu cũng cần phải giữ khoảng cách vừa đủ với những người khác giới, đừng để những cái lời bàn ra tán vào gây ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong cái ngày 16 tháng 2 ngày mậu tí thì không ai khác đó chính là những người tuổi thân. Những người tuổi thân được cục diện là thân, tí, thìn là tam hợp. À, thêm nữa, trong ngày hôm nay ngày 16 tháng 2 ngày mậu tí thì những người tuổi thân lại được thực thần nó ghé thăm. À, thực thần nó nâng bước. À, những người tuổi thân nói chung là cũng không phải lo đến cái chuyện chi tiêu trong ngày hôm nay. À, bởi các bạn sẽ có một cái túi tiền dùng dính. Những người làm nghề tự do ấy, thì có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ vào cái lợi thế của mình trên một cái lĩnh vực nào đó. Nói chung trong ngày hôm nay ngày 16 tháng 2 âm lịch ngày Mộ tí thì những người tuổi thân ấy nói chung ấy có nhiều cái cơ hội để 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 gì mở ra đó nó báo hiệu một khoảng thời gian vô cùng là thuận lợi nếu các bạn biết nắm bắt lấy cái thời cơ thì cái việc gặt hái thành công chỉ nằm nằm trong tầm tay của các bạn Ờ à, nói chung ấy sự nghiệp thì cũng gì được thuận lợi do cục diện tam hợp phù trợ mà bản mệnh làm gì cũng được xuân sẻ hanh thông nhiều cái mục tiêu đặt ra từ trước đó cũng đều có những cái kết quả tốt đẹp các bạn có thể đặt ra những cái đích đến những cái tham vọng hơn nữa đối với mình khả năng vượt lên trên đồng nghiệp trên đối thủ vô cùng cao à, quan hệ xã giao trong thời gian này cũng hài hòa cũng là cái yếu tố quan trọng giúp cho các bạn không sợ bất cứ cái khó khăn cái thử thách nào cả à, phương diện tài lộc thì cũng khả quan khi mà những người làm công ăn lương cũng dễ được cái khoản thưởng nóng hoa hồng, còn những người làm ăn kinh doanh thì sẽ tìm ra cái phương hướng làm ăn chính xác là người tiên phong nên là kiếm tiền về túi cũng sẽ nhanh và thuận lợi hơn hẳn đối thủ. Bên cạnh đó, cái mặt tình cảm của những người tuổi tuổi thân trong thời gian này nói chung cũng không có điều gì phải đáng lo sợ. Vợ chồng thì đã biết bao dung tha thứ cho nhau và biết đặt mình vào vị trí của đối phương để mà cất nhắc cái vấn đề gia đình chính là cái động lực để các bạn tiếp tục tiến về phía trước. Ở trong thời gian này, với những người độc thân thì các bạn có thể nhận được những lời bày tỏ của đối phương đầy triển vọng. Hai người hợp tính nhau nên là có quan hệ, các mối quan hệ nó trở nên ngày càng gì càng nhanh chóng. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng nói được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi thân. Đó là con giáp may mắn thứ thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày 16 tháng 2 lịch ngày Mậu Tý không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. À thưa quý vị, nói chung ấy trong cái ngày 16 tháng 2 lịch ngày mộ Tý thì những người tuổi Thìn cũng được cục diện là thân tí Thìn là Tam hợp à, được cái sự trợ giúp của Tam hợp những người tuổi Thìn sẽ được đánh đạo đánh giá cao và giao cho nhiều cái trọng trách à, quý vị hãy tin tưởng vào chính bản thân mình và cố gắng hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ được giao những người làm kinh tế với khả năng đánh giá tình hình chuẩn xác cũng có khả năng chớp được những cái cơ hội đáng quý trong cái ngày hôm nay à, tất nhiên ý, Giai đoạn đầu các bạn sẽ phải hơi vất vả một chút Xong cái kết quả nó cũng rất là đáng để các bạn mong chờ à, Tiếc rằng đối với những người tuổi thìn ấy, Thì trong ngày hôm nay gặp cục diện là thổ thủy tương khắc Vậy nên con giáp này cần phải quan tâm hơn đến người bạn đời của mình Đến nửa kia của mình Đừng lấy lý do công việc bận rộn để tỏ vẻ là thờ ơ với gia đình à, Một ngày một ngày quý vị hãy dành một khoảng thời gian nhất định để trò chuyện với những người thân trong gia đình mình để gắn kết cái tình cảm được nồng thắm và gì, hạnh phúc hơn à, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, cũng như là để bảo vệ hạnh phúc của mình thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình sẽ là quý nhân tương trợ giúp đỡ lúc các bạn gặp khó khăn gặp trắc trở ấy, thì quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời giúp các bạn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao trước hoặc là đúng thời hạn từ đó sẽ nâng cao cái uy tín của các bạn và gì nó cũng sẽ hóa giải những hạn tiểu nhân xung sát thị phi bổ vây à, khiến cho gì công việc được hanh thông thuận lợi từ đó tiền bạc cứ ùn ùn kéo về túi đối với những người tuổi thìn à, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn nhé đó à, tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay thì không ai khác đó chính là con giáp may mắn thứ tư nhé không ai khác đó chính là những người tuổi tí À, quý vị thân mến, trong ngày hôm nay thì những người tuổi Tý có thiên tài nó dẫn lối. Vậy nên những người tuổi Tý sẽ nhận được một khoản thưởng nóng hậu hĩnh nhờ những cái thành tích cao trong cái công việc. À, các bạn đang dần dần khẳng định được cái vị thế của mình trong tập thể. Với những người làm ăn kinh doanh thì những cái quyết sách đúng đắn từ trước đó cũng sẽ đem lại cho các bạn một khoản lợi nhuận ổn định. Đấy. Và gì? Ngày một thăng tiến hơn. À, các bạn không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho tập thể, cho những người đi theo mình nữa. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay ấy, thì thủy nó vượng, bản mệnh cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và những người làm văn phòng. À, các bạn nên vận động vừa sức và gì cũng không nên ngồi một chỗ quá lâu. À, thêm nữa, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Tý trong ngày hôm nay cũng khá là thuận buồm xuôi gió, không gặp phải cái chắc trở khó khăn nào cả. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, ấy, những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi cho những người tuổi tý. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm khôi khác đó chính là những người tuổi tỵ. À, thưa quý vị trong cái ngày 16 tháng 2 ngày mậu tý thì những người tuổi tỵ được thiên ấn nâng đỡ may mắn là phương diện sự nghiệp của những người tuổi tỵ lại có những cái bước tiến triển đáng kể à, mọi sự cố gắng mọi sự nỗ lực của các bạn trong suốt cái thời gian dài vừa qua ấy, cũng đã được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao à, các bạn có cơ hội được thăng chức tăng lương trong cái ngày hôm nay ngày 16 tháng 2 âm lịch đó bên cạnh đó thì trong ngày hôm nay quý vị lại gặp cục diện là gì tỵ hỏa bị tí thủy nó khắc nên là quan hệ tình cảm của những người tuổi Tỵ cũng không mấy yên bình. Các bạn và người ấy có thể là có nhiều cái mâu thuẫn với nhau vì những cái vấn đề hết sức là nhỏ nhặt. Khuyên hai người không nên nóng nảy và gì? Chứa nên nghiêm trọng hóa cái vấn đề. Và với những người độc thân ấy thì các bạn thường tìm cách từ chối những cái đối tượng tiếp cận với mình. À, các bạn cho rằng cái chuyện yêu đương là phiền phức và hoàn toàn thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình. Bên cạnh đó À, cũng có người vẫn bị ám ảnh bởi những cái tổn thương trong quá khứ Nên cũng không dám mở lòng mình ra để đón nhận cái tình cảm từ người khác Vậy nên quý vị hãy gạt băng mọi thứ sang một bên Đấy. Với những người đã lập gia đình thì hãy gì? quan tâm trò chuyện, chăm sóc và đặt mình vào vị trí của đối phương Để mà nhìn nhận vấn đề Từ đó cũng sẽ giúp cho quý vị có được những cái may mắn nhất định trong cuộc sống cũng như trong công việc và để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu, xíu để trợ mệnh hậu thân. Vòng vẫn được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân nhé, mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ. À, thưa quý vị, đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu không ai khác đó chính là những người tuổi hợi. À, trong ngày hôm nay ngày 16 tháng 2 lịch ngày mậu tý thì những người tuổi hợi được cục diện là hợi tý sửu và tam hội nói chung ấy được cục diện tam hội nó nâng đỡ nó giúp sức những người tuổi hợi sẽ giữ được cái tinh thần lạc quan và tích cực chính vì vậy mà các bạn sẵn sàng đối mặt và giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống cũng như trong công việc thậm chí các bạn có thể là người dẫn dắt tập thể cùng vượt qua những khó khăn những trở ngại những người làm lãnh đạo sẽ nhận được cái sự yêu mến và kính trọng của những người xung quanh à, các bạn luôn quan tâm đến cái đời sống vật chất và tinh thần của những người Đấy. À, sắp xếp mọi người mọi việc vào đúng vị trí phù hợp để họ có thể phát huy được đúng cái điểm mạnh của mình. Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay ấy, thì quý vị cũng cần phải là gì? Hết sức chú ý đến vấn đề an toàn giao thông. đấy à, Bên cạnh đó, à, nhờ cục diện tam hội nó tương trợ giúp đỡ mà những người tuổi hợi có cái tình cảm cũng khá là dồi dào. Các cặp vợ chồng thì hòa thuận viên mãn với nhau. Còn các cặp đôi thì cũng dễ dàng có được những cái yêu thương đấy. trong cái thời gian này. À, chúng ngày hôm nay thì hợi mão mùi thì đào hoa tại tí đúng không? Vậy nên ngày hôm nay là một ngày đào hoa cực vượng đó. Những người độc thân thì dễ có cơ hội tìm được những người ưng ý, dễ kết tóc xe duyên và sớm thoát khỏi cái cảnh là gì đơn chăn đơn gối chiếc. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi cho những người tuổi Hợi nhé. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay, ngày 16 tháng 2 âm lịch, ngày Mậu Tý. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có những con giáp được cắt tinh chiếu mệnh thần tài ban lộc cho đó là những tuổi sau. Một là tuổi Sửu, hai tuổi Thân, ba tuổi Thìn, bốn tuổi Tý, năm tuổi Tỵ và sáu là tuổi Hợi. Đó là sáu con giáp được thần tài chiếu cố, thần may mắn gọi tên trong ngày 16 tháng 2 lịch ngày Mộ Tý. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.